Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của tôi. Tôi là Dương Bác Sĩ đây và chào mừng đến với Bệnh viện Hai Đỉnh, tựa game xây dựng bệnh viện, nơi mà các bệnh nhân đến khám bệnh ở Bệnh viện Hai Đỉnh, sau đó mang luôn xác lên cái đồi thông hai mộ để chôn. Thì cái tựa game rất là hay. Mình dành ra mỗi ngày tầm 3-4 tiếng để mình chơi tựa game này lận. Thì cái tựa game này, với những bạn nào không biết ý, thì chúng ta là một chủ thầu, và nhiệm vụ của chúng ta đó là xây dựng càng nhiều bệnh viện càng tốt ở khắp mọi nơi trên cái đất nước của chúng ta. Mỗi khu vực thì đều cần bệnh viện để chữa những căn bệnh riêng biệt. Và ở tập trước chúng ta đã mở đầu với một cái bệnh viện nhỏ 1 sao nằm ở bên phía bán đảo. Và nhờ cái bệnh viện đó chúng ta đi qua được cầu và đến cái bệnh viện tiếp theo. Thì theo những gì mà mình tìm hiểu ý, thì cái bệnh viện tiếp theo này có rất nhiều thứ hay ho. Và khởi đầu, đón đầu chúng ta sẽ là một loại bệnh mới mà các bạn chưa nghe thấy bao giờ. Một loại bệnh liên quan đến tâm lý các bạn ạ. Và mục tiêu của mình tập này, thứ nhất đó là chữa khỏi loại bệnh tâm lý. Thứ hai đó là đưa bệnh viện này của mình lên 3 sao. Và cuối cùng đó là xây một cái nhà xác cực kỳ vĩ đại. Đến cả để chữa bệnh nhân chết rồi. Ok, thì nếu vẫn thích tựa game thì đừng quên để một like, xem hình và nút chuông của mình ra những video tiếp theo nhé. Và nếu các bạn có muốn xem mình livestream với tựa game này trực tiếp thì hãy lên kênh dưới của Mama và xem mình livestream với nó. Mình livestream trên kênh dưới của Mama lúc 7:03 mỗi tối tất cả các ngày trong tuần nhá. Link sẽ để dưới phần mô tả. Rồi, chúng ta quay trở lại với Bệnh viện Hai Đỉnh. Rồi, thì cái khu vực này là một khu vực bán đảo khác. Mặc dù là vậy thì cái bán đảo này to hơn rất là nhiều. Điều này mở ra khá nhiều tiềm năng mới. Và tiềm năng mới là gì thì mình cho các bạn hình ngay bây giờ. Ok, chúng ta sẽ cần vào đây. Rồi, cái tỉnh này tên là tỉnh Lower Bunlock các bạn ạ. Rồi, ok. Thì các bạn có thể thấy là khi vào cái chúng ta có luôn nó cho luôn một cái bàn lễ tân ở đây. Và một cái phòng khám bệnh, có bác sĩ, có lao công sẵn. Và ở cái hòn đảo này này, nó rất là to, nên là chúng ta có thể mở rộng bệnh viện ra bằng cách mua những khu đất bên ngoài này này. Đó, một cái công viên cũ bỏ hoang để xây bệnh viện này. Một cái bãi đất trống này. Và cuối cùng đây cũng là một bãi đất trống nữa. Tức là có 3 khu vực mới để mình mở rộng bệnh viện. Nhưng mà bây giờ mình chưa có tiền. Cũng còn một cái phần nữa đó là mình muốn xây dựng khu này đã. Thì ở đây chúng ta đã có một cái một cái phòng khám thiết kế khá đẹp. Nên là có thể nói là bây giờ là có đủ chỗ khám và chỗ chữa rồi. Nhưng mà có một cái căn bệnh mới ở cái tỉnh này mà chúng ta chưa biết. Đó là căn bệnh liên quan đến tâm lý. Thì chúng ta cần phải xây một cái phòng tên là phòng Shy 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 này. Shy Shy Shy. Ok, thì cái phòng này chỉ cần xây bé thôi các bạn ạ. Đây, như này. Đó. Và đặt ở đây. Thì cái phòng này đó là phòng chữa trị tâm lý. Ok, cần một cái ghế và một cái ghế sung sướng. Và đặt nhiều thứ đây. Mình nhận ra đó là mình càng đặt nhiều đồ ở trong cái phòng này này, thì những cái người bác sĩ của mình ý, họ càng chữa trị nó hiệu quả hơn. Đấy, có cây lá xanh xẻo các kiểu, rồi poster. Thì cái phòng chữa trị tâm lý này này, chỉ những bác sĩ mà có chứng chỉ liên quan tâm lý mới có thể chữa được các bạn ạ. Ok, thì sẽ cần phải thuê bác sĩ. Hiện tại đây thì không có rồi. Hãy bỏ hết những bác sĩ đi. Mình cần bác sĩ nào đó có chứng chỉ chữa trị tâm lý. Muốn có bác sĩ chữa trị tâm lý thì chỉ có đợi thôi, không cách nào khác cả. Hiện tại là mình chưa tìm được cách nào để kiếm bác sĩ chữa trị tâm lý, nên là bây giờ sẽ đợi khoảng mấy chục ngày nữa. Trong lúc đó này, chúng ta có thể vào khu vực Unis này để xem là những bệnh nào đang ở đây, đang hoành hành khu vực này, để xem có thấy cái gì. Như vậy là người dân ở đây có vẻ khá căng thẳng khi mà có căn bệnh, đó là căn bệnh Mockstar. Căn bệnh này khiến cho bệnh nhân nghĩ họ là một trong những ngôi sao nhạc rock vĩ đại nhất. Nhưng mà thật là đáng buồn vì điều này khiến họ cảm thấy không tốt tí nào. Như vậy là chữa họ khỏi bệnh Mockstar. Ủa, hồi đã từ. Ô, mình có bác sĩ rồi này. Ô, mình có một bà chữa được bệnh rồi á. Ô, thằng này bị anh Mockstar này nó nhảy. Như vậy là mình có một bà đã biết ngay từ đầu biết cách chữa bệnh tâm lý rồi. Như vậy là mình chỉ cần thuê thêm một người nữa để vào chữa bệnh thăm khám rồi. Ok, cho ông Froland thăm này. Ok, Donald Trump vào đấy. Rồi, mình nhận ra cái tựa game này đó là chúng ta xây phòng càng to, đặt được càng nhiều đồ thì cái độ hiệu quả căn phòng đấy càng tốt. Đó. Ok, thì bây giờ chúng đợi đã. Và chúng ta có thể mua thêm đồ đây này, item này. Đó, có thể mua thêm mấy cái ghế này. Ghế màu tím nhé. Ghế màu bạc. Ok. Ok, mua thêm mấy cái đấy chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ để kiếm được cái điểm K. Vì điểm K thì mới mua được mấy cái đồ ngoài đấy.
Như vậy là bây giờ có thể đặt được ghế tím nếu mình chấp nhận. Ôi, đặt luôn ghế màu bạc. Oh boy, đặt phát. Ngầu, oh ngầu, đẹp hơn nhiều. Đấy, bệnh viện phải dùng cái ghế này mới gọi là đẹp chứ. Ok, mình sẽ để thêm một cái quầy báo nữa ở đây này. Một cái máy bán đồ uống ở đây. Ok, thế rồi, mình cần máy đồ ăn nữa. Đây, đây, máy đồ ăn đây. Đó, ok, một cái thùng rác ở giữa. Và mình nghĩ là mình sẽ thêm cái cây xanh xanh đứng ở đây để cho bệnh viện trở nên xanh xẻo hơn. Ở đây này. Đó, cây này cũng chuyển đi. Đó, bệnh nhân vào cái thấy luôn cây xanh. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Nhiệm vụ của mình bây giờ đó là tiến cái bệnh viện này lên level 3 các bạn ạ. Chúng ta cần phải xây khá nhiều thứ và mình sẽ quay trở lại ngay. A few moments later. Và các bạn ơi, chúng ta vừa mở khóa được một công nghệ mới. Đó là công nghệ pha thuốc bậc thầy và công nghệ quét máy quét bậc 2. À, như vậy là bây giờ chúng ta phải nâng cấp. À, nâng cấp cái máy pha thuốc này lên máy pha thuốc level 2. Và ngoài ra có thể nâng cấp máy scan, tức là máy quét cơ thể, lên level 2 và nó trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết. Và người nâng cấp mấy cái máy này đoán xem là ai? Ông lao công. Ông lao công chỗ này này, quét dọn này, tưới cây này, sửa máy này, bắt ma này. Giờ còn nâng cấp cả máy nữa. Mình nghĩ là ông lao công ở trong này có khi phải là người cần phải được trả lương cao nhất, chứ không phải là bọn y tá bác sĩ này. Tại vì ông lao công làm auto tất cả mọi việc luôn. Ok, để xem là có cái việc gì nữa nào. À, chúng ta sẽ cần một cái phòng watt ở đây nữa. Ok, phòng watt này thì nó hơi khó xây hơn một tí các bạn ạ. Đó, mình sẽ cần phải xây nó hơi dị dị một tí như này. Đây, con ngựa. Mình xây này bệnh nhân vào kiểu gì? Ôi trời ơi. Đây, như này. À, mình sẽ xây kiểu khác. Chứ thế này thì bệnh nhân không vào được. Bỏ này đi. Xóa này đi. Đó, như này. À, nó có hơi xấu không ta? Hơi xấu không ta? Mình thấy nó hơi xấu á. Mình thấy nó hơi xấu các bạn ạ. Như này thì được này, nhưng mà nó hơi xấu. Nhưng mà nó lại tiết kiệm vị trí, tiết kiệm chỗ trống. À, mình không biết nữa. Thì kệ, xây luôn này đi. Ok, ok, để nó nhìn này đi. Một cửa đằng sau này, ok. Và cái phòng này sẽ là cái nơi để thăm khám và chữa trị. Tức là có một số bệnh nhân mà họ chưa thể chữa ngay lúc đấy, thì họ sẽ đến đây họ nằm để y tá theo dõi thêm các bạn ạ. Ok, thì chúng ta sẽ cần phải xây cái phòng này khá là mệt đó. Cái phòng này thì chủ yếu là để giường cho bệnh nhân thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Lâu lâu bác sĩ y tá các thứ đến khám phát rồi họ cho về mà. Cũng không có gì cần phải quá quan tâm các bạn ạ. Đó, ok, có 4 cái giường thôi à? Hơi ít. Và mình sẽ để thêm mấy cái tủ vào đây nữa để có gì bệnh nhân họ ở cho dễ. Hiểu không? Mấy cái tủ rồi thùng rác giữa nhà. Và bình cứu hỏa cũng như là cây xanh nữa ở đây. Phòng nào cũng phải cây xanh các bạn ạ. Ok. Thì trong lúc mà mình cắt quay ý, thì mình có làm một số việc. Như là mình có xây thêm một cái phòng này. Có cái tivi này, các bạn thấy không? Một chả bật cái gì cả. Cái phòng này đó là phòng của bác sĩ và nhân viên của bệnh viện, họ sẽ đến đây để họ nghỉ giải lao. Mình có xây rồi. Và mình cũng xây thêm phòng chứa thuốc ở nơi này. Đó, chỉ có thế thôi. Tiếp theo bây giờ mình sẽ cần xây nhà vệ sinh. Và sau đó chúng ta sẽ tìm cách để mở mảnh đất mới các bạn ạ. Rất hay đấy. Ủa các bạn ơi, chúng ta vừa khám phá ra một loại bệnh mới. Đó là căn bệnh chơi PUBG quá nhiều dẫn đến là bị chảo đập vào đầu không xuất được. Chúng ta sẽ cần phải xây một phòng thí nghiệm chảo. Đó, để chữa bệnh nhân bị bệnh đầu chảo. Oh my god. À, để xem xây đâu nào. Chắc là góc này đi. À, wow. Wow. Như vậy là phòng thí nghiệm chảo là một cái thứ mà phải xây rất to. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. To phết đấy. Trời ơi. Các bạn ơi, các bạn ơi. Để xem nào. Wow, không thể xây được ở đây các bạn ạ. À, khoan, từ. Để mình thử lại. Chắc là vấn đề búng nhầm thôi. Phải xây được chứ. Chứ lại cần to thế à. Ok, không được à. Được không? Ồ, được đây. May quá vẫn được. Mình cứ tưởng trong một giây đó là sẽ không được. Ok, để cái cửa đây. Mới để được. Phải để cửa đây. Ok. Ui. Chà, cái máy to ghê nhở. Và điều đặc biệt này, đó là những cái máy này cần được bảo trì thường xuyên. Nếu không thì nó sẽ cháy. Và khi nó cháy thì may quá là mình sẽ để mỗi phòng một cái bình cứu hỏa để sau này đỡ cháy. Ồ, mình mua một cái thùng rác to. Ê, hey. Ok, và để xem nào. Với căn phòng này chúng ta sẽ cần bác sĩ. Ok, bác sĩ nào để chữa chảo nào. Ai à, có bác sĩ này 5 sao xịn vậy. Ok, bệnh viện mình đã có lãi rồi. Có thể nói là như vậy, đang có 112.000 đô. Và bây giờ có lẽ là mình sẽ mở khóa bệnh viện để có thể lên một tầm cao mới. Đó là mở cái vùng đất công viên cũ rồi đi. Ha, lũ trẻ con hàng xóm. Trẻ
hết ngựa chúng mày đi, giờ tao chiếm công viên này thành bệnh viện rồi. Ok. Ok, hay cùng thử xem là cái thằng mà đầu chảo này nó sẽ chữa bệnh kiểu gì nhá. Giờ muốn xem phải đợi đó. Đây, phải lượt rồi này. Xem nào. Các bạn xem. Đây thằng này đúng không? Hay thằng đầu bóng này? Không, thằng đầu bóng này không phải chữa ở đây. Nó sẽ chữa ở cái Deluxe Clinic, nó chữa ở chữa đầu bóng này được cơ. Nhưng mà cái thằng đầu chảo cơ. Đây rồi. Xem nào, xem cái cách của nó chữa này. Cốc, ai gọi đó tới là chó đầu dính chảo. Rồi đi vào đây. Nó đi vào giữa khu vực này. Ok. Nó đứng lên. Nhảy lên à? 500 cú chảo. Ủa, cái chảo nào cũng bằng sắt hết à? Nhưng bằng nhôm sao hút? Xịn. Ok, hiểu. Hay phết, được. Rồi, bây giờ thì trong thời gian đấy thì cái khởi công xây dựng của mình ở cái khu vực mới này đã hoàn thành. Đây, uầy, công viên này nhìn bé lắm mà sao bây giờ to vậy? Ok, thì cái bệnh viện mới này mình sẽ sử dụng nó để chữa thêm rất là nhiều người mới, cũng như là những bệnh mới. Các bạn có thể thấy ở đây là cái phòng khám của mình đang quá tải rồi. Hiện tại đang có 6 người đứng ngoài phòng khám mà chờ. Nếu chờ lâu quá họ sẽ rất khó chịu. Nên là bây giờ mình sẽ cần phải xây thêm phòng khám cũng như là quầy tiếp tân ở đây ngay lập tức. Mình hãy xây thêm một cái quầy tiếp tân nữa nào. Ok, rồi. Quầy tiếp tân, rồi ok. Thêm cái cây. Đấy, bệnh viện của mình rất xanh sạch đẹp nhá. Nhìn này, xem này, xanh chưa, xanh lét luôn. Mình để thêm vài cây nữa. Đâu có cây. Rồi thì để thêm cái quầy tiếp tân đây này. Và sau đó thì một cái thùng rác ở đằng sau. Và kéo thì cứ thế thôi thì phải. À, một quầy báo đây nữa. Sau đó thì mình sẽ xây thêm phòng khám ở khu vực này, cũng như là cũng cần phải thuê thêm mấy thằng trợ lý nữa. Đó. Bây giờ mình sẽ thật nhanh, sau đó mình sẽ quay trở lại ngay nhá. 2 hours later. Trong lúc xây khuôn viên mới này thì chúng ta mở ra một cách mới để chuẩn đoán bệnh nhân, cũng như là nâng cấp được cái máy để tháo bóng đèn ra khỏi đầu. Đâu, nâng cấp được gì đâu. Đây. Nâng cấp lên level 2. Khu vực này mình vẫn chưa thuê thêm một đứa nữa, đó là thêm một người nữa, đó chính là ông lao công các bạn ạ. Từ nãy giờ mình chưa thuê ông lao công nào mà có kỹ năng dọn ma đâu nhá, nhưng mà tại vì là cũng chưa ai chết nên là chắc cũng chẳng cần. Thì với cái phòng mới này, đó là phòng cardiology. Phòng này sẽ đưa bệnh nhân vào chạy để chuẩn đoán bệnh. Mình không biết hoạt động kiểu gì hay, nhưng mà nếu nó là phòng chạy thì có lẽ nó cần phải dài lên một tí hả? Có lẽ như vậy. Ok, để nó như thế này đi. Một cái máy chạy. Ok. Và thùng rác cạnh máy chạy. Sau đó máy cứu hỏa. Mình tưởng là mình gặp được nhiều máy chạy nhỉ? Một cái à? Có lẽ là bây giờ mình sẽ để cái phòng này thật là nhiều cây. Yeah. Bệnh viện nổi tiếng xanh sạch đẹp các bạn ạ. Đó, nhiều cây vô. Đó, ok. Và có lẽ chỉ thế thôi. Rồi, thì cái phòng này sẽ cho một y tá vào. Ok, y tá. Nào đây, thuê y tá. Ok, bà đang dù sao nhất cho vào. Rồi bệnh nhân được chuẩn đoán bệnh ở đấy. Phui phết. Ok các bạn ạ, hiện tại là mình đang có một nhiệm vụ, đó là bắn 5 con quái thú tí hon. Và theo những gì mình tìm hiểu thì nó là những con bé tí nhìn giống như con sâu, nhưng mà nó lại có cái kích cỡ của một con chuột. Và nó ẩn nấp xung quanh bệnh viện. Nó màu hơi tím tím thì phải. Và bây giờ là mình cần phải tìm khắp nơi xem nó ở khu vực nào. Nó thường ở những cái chỗ tối và ở ẩn dưới những cái đồ vật như này này. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cần phải dành thời gian để tìm ra những con đó. Có vẻ như là bệnh viện của mình nó quá sạch ý. Thường bệnh viện bẩn mới có mấy con đấy, chứ bệnh viện của mình sạch như này thì chắc là không có hoặc là không thấy nhiều. Mình cố tìm xem có không nhá. Ok. Ôi đây rồi, các bạn ơi. Đây, một con, yes. Đấy chính là cái con Monobis. God. Ra là nó có thể trốn ở những cái khu vực như thế. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải cố gắng nhặt từng thứ này lên. Những cái máy móc, các thứ này. Đây, một con nữa. Bắt khó vậy. Rồi, hai con, yes. Chúng ta còn 72, đã qua 72 ngày rồi. Chúng ta còn khoảng một số ngày nữa, tầm 100 ngày nữa là chúng ta hết thời gian. Cố lên nào, như vậy lật hết những cái máy lên để xem nó có chạy không. Ok. Như vậy là phải tự tay bắt nó, phải giết đủ 5 con. Chúng ta đang giết được 2 con rồi. Nhưng kiếm đâu những cái còn lại. Khó phết đấy các bạn ơi. Khó phết, con đấy chạy nhanh ghê à. Khó phết nhở. Ok, như vậy thì mình sẽ tìm tiếp, được khi nào có thì mình sẽ lại tiếp tục
tua đoạn đấy các bạn xem nhá. Ôi ôi, hai con vừa nói xong. Một con, hai con, yes, chúng ta còn một con cuối cùng thôi. Kiếm được một con cuối bây giờ. Như vậy là bệnh viện của mình cũng không sạch như mình tưởng đó đã. Mình cứ tưởng là bệnh viện của mình sạch lắm, nhưng mà bọn này nó trốn dưới mấy cái máy bán đồ này này. Đấy, cái chỗ đấy thì mình không thể nào mà dọn được ý, nên là bọn nó sẽ trốn dưới đấy. Sợ vậy trưởng, ok, xem nào. Đây rồi, con cuối. Oh boy, yes, xong rồi. Yes, tuyệt vời các bạn ạ. Như vậy là phần thưởng của mình là cộng 25% cái độ vui vẻ cho mọi người bệnh viện này. Yes, tuyệt vời. À, mình cũng xây xong cái phòng của bác sĩ nghỉ ngơi trong cái lúc mà mình đang cắt cái video. Và đừng hỏi tại sao cái phòng nó nhìn như này, mình thích thế. Ok, thì cái bệnh viện này vẫn còn một số phòng nữa, nên có lẽ là mình sẽ cố gắng để mình xây những thứ còn lại, để xem là những căn bệnh nào đang hoành hành. Chúng ta thấy là đang thiếu thuốc nhiều hơn. Như vậy là đang cần rất là nhiều thuốc, nên có lẽ là xây thêm vài cái phòng để có thể chế thuốc, bào chế thuốc gọi là pharmacy. Lần này mình xây một cái phòng pharmacy thật là lớn nhá. Ok. Và thực ra nó lớn là lớn, nhưng mà nó chẳng có gì đâu đấy ngoài một cái kệ. Để mình xem mua thêm được cái gì không nào. Chả đủ tiền mua cái gì. Mình có thể mua được cái điều hòa, nhưng mà thôi mình không cần lắm, tại vì là bệnh viện của mình ấm lắm, mình không cần cái điều hòa cho lắm. Dạ. Yeah. Và như vậy là bệnh viện của mình lên 2 sao. Và bây giờ mình có thể nâng cấp cái máy extractor pen. Cái máy chữa bệnh PUBG lên level 2. Yes. Tuyệt vời. Và mình cũng thuê thêm bà bác sĩ bào chế thuốc ở đây nữa. Ok. Như vậy là ổn rồi đó. Ai đây? Nhiệm vụ của mình đó là đặt thêm cây ở bệnh viện. Ủa, bên tờ bệnh viện của mình xanh sạch đẹp lắm rồi. Hiện tại là 66%. Mình phải tăng lên. Ok, đặt thêm cây. Ô, bảy mươi rồi. Yes. Easy. Trong lúc đấy thì mình cũng đã mở rộng thêm được một khu mới. Và khu này mình sẽ để dành đó để chứa thêm cái chỗ để tháo đầu bóng đèn là một, thứ hai là chữa bệnh PUBG là hai, và chữa bệnh tâm lý là ba. Ok, bây giờ mình sẽ xây thứ đấy thật là nhanh, sau đó mình sẽ quay trở lại ngay. Ok, đến hôm trao giải của năm rồi, và để xem bệnh viện này của mình được những giải thưởng gì nào. Mở thư. Yeah. Yes, bác sĩ của năm, tuyệt vời. Yes, còn nữa. Ồ, cái gì đây? Yes, y tá của năm. Yes, còn gì nữa đây? Còn nữa, còn mấy cái thư nữa cơ. Nhìn xem. Wow, lao công của năm. Trời, có được tất cả những cái này không? Tất cả những cái giải này không? Vẫn còn nữa nhiều vậy. Mở tắt đi. Ôi, được cả giám đốc của năm này, được cả cái bệnh viện đẹp đẽ nhất này, được cả lựa chọn của bệnh nhân này. Còn mỗi thiếu là không có ai chết thôi. Tình mệnh vẫn có người chết à? Hơi cay nhỉ? Tức là vẫn có người chết các bạn ạ. Hơi buồn. Không sao. Kể cả là có người chết cũng không sao cả, tại vì là bệnh viện của mình bây giờ đã trở nên đẹp hơn rồi. Ở khu đất này mình quyết định trở thành một nhà thiết kế tài ba, và mình thiết kế khu này trở nên cực kỳ đẹp bằng cách đó là xây nó cân đối. Ê, chị chó không? Chị chó chắc chị chó lắm. Mình nói kiểu gì mình không biết. Đây là cái khu phòng nghỉ cho mấy cái ông bác sĩ và nhân viên của bệnh viện, cũng đẹp phết. Đấy, mình thấy đẹp mà. Không biết là các bạn có thấy đẹp không, nhưng mình thấy đẹp. Shut up. Ok, nào. Xây nốt một cái này, sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục mở khu đất mới. Mình đang cần, thực ra là mình không cần thiết để xây khu đất mới lắm, nhưng mà thật sự là mình cũng muốn ấy. Kệ nó, tại vì mình muốn thôi, chứ cũng chả vì lý do gì cả. Nhờ. Ok, mình tiếp tục rồi. Ô, của ma. Chết rồi. Mình quên mất, đó là chưa có ông lao công nào của mình bắt ma được cả. Ê, bắt ma đi ông. Nhìn này. Hút bụi. Ok, thuê ông lao công ở khu vực bên này nữa. Yes, ok. Mọi thứ sẽ ổn thôi, tại vì đã có mình ở đây rồi. Yes. Yes. Và cuối cùng bệnh viện của mình cũng lên bệnh viện 3 sao. Yes. Tuyệt vời, và lên bệnh viện 3 sao chúng ta mở khóa được cái máy extractor pen lên level 3, tức là cái máy chữa bệnh PUBG. Máy đâu nhỉ? Đâu rồi? Đây rồi. Trời ơi, level 3 luôn các bạn ạ. Xịn dã man, tàn bạo con ngan luôn. Tất cả mọi công sức đấy cuối cùng cũng đã được đền đáp. Và bây giờ là đến giai đoạn chúng ta làm việc cuối cùng rồi. Chúng ta thực hiện được nhiệm vụ, đó là lên được cái bệnh viện 3 sao chữa các loại bệnh ở khu vực này.
và cuối cùng hãy xây một cái nhà xác khổng lồ. Yeah. Mở khóa khu đất to nhất và biến khu này thành nhà xác ngay bây giờ các bạn ơi. Yes, mình đợi giây phút này lâu lắm rồi. Trong đó thì có lẽ là mình sẽ xem là cần những cái thứ gì nữa để mình xây nốt ở đây. Mặc dù là cũng không phải là cần thiết lắm, nhưng mà thôi kệ, đã nhỡ rồi thì xây nốt nhỉ. Ok, nào hãy cùng xây nốt với thứ này. Tại vì là nhỡ thôi, tất cả là những thứ này là nhỡ tay thôi, chứ cũng chả quan trọng lắm những cái thứ này nữa. Mình chỉ cần bây giờ cái nhà xác của mình hoàn thành. Mình muốn xây nhà xác này lắm thôi. Mình mới hiểu tại sao thấy có hơi bệnh quá không? Chắc là không nhỉ? Chắc là không, chắc là bình thường thôi. Chắc là bình thường thôi, mình mong như thế. Được rồi các bạn ơi, cuối cùng thì chúng ta cần hoàn thành nốt số nhiệm vụ. Sau đó thì chúng ta bây giờ hãy bắt đầu xây cái nhà xác khổng lồ ở đây. Thì để làm nhà xác, thực ra nó là nhà xác bệnh viện nên nó không tồn tại nhà xác, mà tồn tại một thứ, đó là cái ward này. Và thứ này nếu thiết kế đúng, nó không khác gì cái nhà xác cả các bạn ạ. Chúng ta sẽ cần phải làm thật là rộng. Và ý mình rộng ở đây tức là cả khu này. Ok, từ bỏ cái này. Đó. Đó, ok. Định mệnh, khó thế. Rồi. Trời ơi, thật là kinh khủng. Ok, xong rồi. Bây giờ hãy xây một cái cửa ở đây. Rồi, xong. Yes, như vậy đây chính là cái nghĩa trang mà chúng ta cần xây các bạn ạ. Thì khi có nghĩa trang, chúng ta sẽ có bàn tiếp tân ở đây để cho những người nào đây ngồi đăng ký để xem là ai thích vào nghĩa trang, ai muốn làm cái gì, ai muốn thăm ai đó, sẽ có người ở đây. Ok, đương nhiên là sẽ có một ông lao công đứng đây để chuyên gia dọn dẹp các kiểu và bắt ma nữa. Đương nhiên rồi, ông lao công phải biết bắt ma. Đây là khu vực mộ đấy, mình lấy cái cân sức khỏe làm cái mộ. Và cây xanh, đây là nghĩa trang vĩnh hằng, có nhiều cây xanh. Khu vực này là khu vực giường xác đấy. Chỗ này chắc là khu vực thay đồ xác và tắm xác chết. Là giường xác, bên cạnh là những cái khay chứa xương hoặc là khay chứa đồ của người chết. Ở sau này là cái kệ chứa xương đấy. Ok, ở đây sẽ là cái danh sách, cái dãy người, cái danh sách là những người nào chết theo thứ tự từ A đến Z. Tuy nhiên là nó không giống hay kệ ngựa đi. Và cuối cùng là thêm một cái quầy tiếp tân nữa, để ai đến đăng ký để mua vị trí thì chết thì mua luôn đây. Ok, quầy tiếp tân đâu nhỉ? Item. Đây, quầy tiếp tân đây. Đấy, mua vị trí để chết. Đương nhiên cần phải có cây ở cái quầy tiếp tân nữa. À, quầy tiếp tân này hơi xấu. Đó, ok. Đó, và cho thêm một cái thằng quầy báo đây. Hai cái quầy báo đây. Một cái thùng rác ở giữa. Đó, bây giờ thuê thêm một ông assistant nữa ở đây, cho ngồi ai đăng ký đến mua đất ở công viên Vĩnh Hằng dưới FG đến. Yes, hợp lý vãi nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tựa game này tại đây. Và nhiệm vụ của chúng ta hôm nay đã hoàn thành. Nếu các bạn thích tập này đừng quên để một like, subscribe mình và nút chuông mình ra những video tiếp theo. Và đừng quên là hãy comment xem mình làm thêm không nhá. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại mình ở Dũng Cờ.